Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube báo điện tử dân Việt. Thưa quý vị, sau 10 ngày mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 54 bị cáo là cựu cán bộ lãnh đạo của một số bộ ngành địa phương và doanh nghiệp trong vụ án chuyến bay giải cứu, Hội đồng xét xử tòa nhân dân thành phố Hà Nội đã cho 54 bị cáo được nói lời sau cùng trước khi bước vào phần nghị án. Các bị cáo trong vụ án đều thể hiện sự ăn năn, hối hận và nhận thức chưa đúng của mình, mong hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. Xét xử đại án chuyến bay giải cứu, những lời sám hối muộn màng. Cuối giờ chiều ngày 21 tháng 7, phiên tòa xét xử 54 bị cáo trong vụ chuyến bay giải cứu đã khép lại phần tranh tụng. Hội đồng xét xử đã cho các bị cáo nói lời sau cùng trước khi phiên tòa bước vào phần nghị án. Được nói lời sau cùng, bị cáo Trừ Xuân Dũng, cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, tỏ rõ sự ăn năn hối cải, bị cáo phạm tội từ sai phạm trong công tác xử lý công việc, đây là sai phạm hết sức nghiêm trọng với bị cáo là mất đi toàn bộ quá trình 28 năm công tác, nỗ lực phấn đấu của bản thân, ông Dũng nói. Bị cáo Dũng cho biết Bản thân rất ăn năn hối cải, với sai lầm đó không chỉ khiến cho bản thân phải nhận kết cục như ngày hôm nay mà còn khiến cả gia đình gặp rất nhiều khó khăn, bồi tủi suốt thời gian qua. Sai phạm của bị cáo cũng làm ảnh hưởng các cơ quan, ban ngành nơi mình từng công tác làm việc. Bị cáo xin gửi lời xin lỗi chân thành tới Đảng, nhà nước và toàn thể nhân dân. Sai lầm của bị cáo làm ảnh hưởng đến chủ trương tốt đẹp, truyền thống tương thân tương ái của dân tộc bị cáo xin lỗi các công dân về cách ly tại Hà Nội lúc dịch Covid-19 bùng phát. Sai lầm của bị cáo đã làm công dân khó khăn càng trở nên khó khăn hơn. Theo bị cáo Trừ Xuân Dũng, những ngày qua, đối với bị cáo là những ngày đau khổ nhất cuộc đời. Tới đây, dù tòa có thể tuyên án thấp nhất với sai phạm của bị cáo, nhưng lương tâm của bị cáo cũng sẽ là một phán xét nữa từ nay đến hết cuộc đời. Sau cùng, bị cáo Trừ Xuân Dũng bày tỏ mong muốn được tòa dành cho mình và tất cả các bị cáo một đặc ân, và hồng để thể hiện sự bao dung của Đảng, nhà nước và nhân dân. Bị cáo Trần Xuân Dũng nói mong nhận của bị cáo một lời xin lỗi chân thành nhất. Đến lượt bị cáo Tô Anh Dũng, cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao chia sẻ, bố mẹ bị cáo mất sớm khi hoạt động cách mạng và lớn lên bị cáo luôn ghi nhớ lời dạy của bố mẹ, sống sao cho tốt Cựu Thứ trưởng cho hay đã dành cả cuộc đời hy sinh phấn đấu, luôn hoàn thành nhiệm vụ được sao và không bao giờ có bất cứ khái niệm chạy trọt, ý tưởng tơ hào tiền của nhà nước, trục lợi doanh nghiệp trong quá trình công tác. Khi được phân công làm thành viên Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, bị cáo chỉ mong đóng góp phần nhỏ của mình. Khi xuất hiện các chuyến bay giải cứu, cựu Thứ trưởng thừa nhận đã mắc phải sai lầm hết sức nghiêm trọng. Bị cáo vô cùng ăn năn, hối hận. Bị cáo gửi lời xin lỗi Đảng, Nhà nước, nhân dân vì gây hậu quả nghiêm trọng, mong được hưởng khoan hồng. Bị cáo Tô Anh Dũng bị cáo buộc nhận hối lộ 21,5 tỷ đồng và bị đề nghị từ 12 đến 13 năm tù. Về phần mình, bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan, cựu cục trưởng cục lãnh sự bộ ngoại giao nói, bị cáo chua rót vì nhận thức chưa đầy đủ về việc nhận quà, tặng quà nên phải đứng hôm nay trước tòa. Đau đớn hơn nữa là Viện Kiểm sát khi đối đáp sáng nay đã bác bỏ nỗ lực cố gắng của bị cáo về bảo hộ công dân thời gian qua, nhất là trong đại dịch COVID-19. Bị cáo Lan cho biết đã hối hận vì gặp nhận quà là 25 tỷ đồng từ 8 đại diện doanh nghiệp. Theo bị cáo, nguyên nhân là nể nang người giới thiệu, là lãnh đạo các cơ quan, là các lãnh đạo bị cáo trân trọng. Bị cáo cũng hối hận vì không đủ bản lĩnh vượt qua được những khéo léo, lời nói của doanh nghiệp khi đến tặng quà và bị cáo nhận quà. Bị đề nghị mức án cao nhất, bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu thứ trưởng Bộ Y tế nói lời xin lỗi. Theo bị cáo, mình là trường hợp đặc biệt bị đề nghị tử hình, bị cáo nói đó là bản án rất nghiệt ngã với cuộc đời gia đình bị cáo. Bị cáo không nghĩ là mình lại vi phạm đến mức phải loại khỏi cuộc sống rời thế giới khi bị cáo mới ngoài 40 tuổi. Bị cáo Kiên chân tình, bị cáo xin lỗi gia đình, người thân bố mẹ và các con của bị cáo. Bị cáo xin hội đồng xét xử xem xét hoàn cảnh phạm tội, dịch Covid-19 xảy ra, người với người không ai dám gần ai, bị cáo tham gia cùng nhiều đoàn công tác để đi đến các điểm dịch trên cả nước, hướng dẫn mọi người cách ly. Bị cáo kiên mong hội đồng xét xử xem gia đình, bị cáo có bố là thương binh ở chiến trường, hơn 70 tuổi, mẹ điều trị tâm thần nhiều năm nay, bố vợ của bị cáo thương binh tai biến mấy năm nay và mẹ vợ bị cáo ung thư, ốm đau nhiều năm. Cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế nghẹn ngào, ra cảnh thế này, một mình vợ bị cáo gánh vác gia đình hai bên, bố mẹ già lại thêm hai người con nhỏ. Từ khi bị cáo nhận thông tin khởi tố vụ án, bị cáo nhận thức hành động sai trái, nhưng lúc đó bị cáo mắc Covid và áp lực phải đi tù nên không đủ nghị lực để có thể ra nhận tội ngay buổi đầu tiên. Bị cáo Ken cho biết, khi bị cáo nhận tội, bị cáo đã tích cực tác động gia đình khắc phục triệt để hậu quả đã gây ra luật sư của bị cáo sẽ cố gắng hoàn tất số tiền, nộp ngân sách. Với sự thành khẩn, ăn năn, tích cực, khắc phục hậu quả và đóng góp trong công tác, bị cáo xin hội đồng xét xử cho bị cáo một cơ hội sống để trở về phụng dưỡng bố mẹ, dạy dỗ con cái. Vụ án chuyến bay giải cứu kiếm tiền trên sự cung cực của người dân Trước đó, trong phần đối đáp tại phiên xét xử đại án chuyến bay giải cứu, đại diện Viện Kiểm sát đã gửi lời cảm ơn các luật sư, đã cùng Viện Kiểm sát phân tích, đánh giá nguyên nhân, điều kiện phạm tội, tính chất mức độ hậu quả vụ án, vai trò vị trí của các bị cáo cùng các tình tiết khác có ý nghĩa giải quyết vụ án. Viện Kiểm sát cũng đánh giá hành vi nhận tội của các bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu là kiếm tiền trên sự cung cực của người dân. Khi đã gián tiếp buộc các doanh nghiệp nâng giá vé máy bay, người chịu thiệt là công dân Việt Nam muốn về nước. Theo viện kiểm sát, quá trình diễn ra phiên tòa, đa số các luật sư bị cáo đồng quan điểm truy tố theo cáo trạng của viện kiểm sát, những trường hợp này, viện kiểm sát không đưa ra ý kiến đối đáp lại. Quá trình diễn ra phiên tòa, một số luật sư bị cáo cũng nêu ra một số tình tiết giảm nhẹ cũng như một số trường hợp đã khắc phục hậu quả vụ án, những trường hợp này, viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử xem xét quyết định Đại diện Viện Kiểm sát cho biết, đối với quan điểm của một số luật sư và bị cáo cho rằng hành vi đưa nhận tiền của các bị cáo không có sự hứa hẹn, thỏa thuận, đòi hỏi mà đưa nhận tiền là tự nguyện, cảm ơn, hành vi đưa nhận tiền là vô ý như các bị cáo Phạm Trung Kiên, Nguyễn Thị Hương Lan, Nguyễn Thanh Hải, Trừ Xuân Dũng, Trần Văn Dự, Nguyễn Thị Dung Hạnh và luật sư của các bị cáo nêu trên. Viện Kiểm sát khẳng định rằng trong vụ án này, các bị cáo nhận hối lộ là người có chức vụ quyền hạn, được giao nhiệm vụ, công vụ nhất định trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó là họ đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao trực tiếp hoặc thông qua trung gian nhận tiền của người đưa hối lộ là đại diện các doanh nghiệp để cấp phép cho các chuyến bay đưa người Việt Nam về nước trong thời điểm dịch COVID-19. Hành vi đưa nhận tiền của các bị cáo diễn ra trong thời gian dài, giai đoạn từ đầu năm 2020 đến tháng 1 năm 2022. Đây là giai đoạn chính phủ có văn bản tạm dừng cấp phép các chuyến bay thương mại do dịch COVID-19 nên doanh nghiệp phải làm thủ tục cấp phép các chuyến bay đưa người Việt Nam từ nước ngoài về nước. Trước đó, phần lớn các bị cáo đưa nhận hối lộ không ghé biết nhau, không có mối quan hệ làm ăn hay góp vốn kinh doanh gì, không thể có những món quà cảm ơn có giá trị lớn và bất thường tiền tỷ như vậy, nếu như không làm việc gì đó theo yêu cầu của bên kia. Việc cứ hẹn giữa người đưa hối lộ và nhận hối lộ là mặc định được xác định là cơ chế theo lời khai của các cá nhân đại diện doanh nghiệp và hồ sơ có trong vụ án. Các bị cáo đưa nhận hối lộ đều là người có đủ khả năng chịu trách nhiệm hình sự, đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình, biết rõ hành vi đưa nhận hối lộ là vi phạm pháp luật bị pháp luật nghiêm cấm nhưng vì mong muốn đạt được mục đích của mình nên đã thực hiện hành vi phạm tội là cố ý chứ không phải vô ý như một số luật sư đã nói. Hành vi của các bị cáo nhận hối lộ đã gián tiếp buộc các doanh nghiệp đưa hối lộ phải nâng giá vé máy bay. Người chịu thiệt thòi ở đây là công dân Việt Nam ở nước ngoài đã gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát và muốn về nước trong khi đảng nhà nước quyết liệt chỉ đạo các cơ quan tìm mọi cách để đưa công dân về nước tránh dịch với phương châm không bỏ ai lại phía sau thì các bị cáo đã trục lợi chính sách đúng đắn nhân đạo của đảng nhà nước tạo cơ chế xin cho tạo ra liên minh lợi ích để kiếm tiền trong sự khó khăn cùng cực của người dân đây là hình thức tham nhũng rất nguy hiểm trực tiếp xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước gây ảnh hưởng xấu và làm mất niềm tin trong quần chúng nhân dân trong và ngoài nước Do đó, hành vi phạm tội của các bị cáo phạm tội đưa hối lộ, nhận hối lộ theo như cáo trạng của Viện Kiểm sát quy kết là có căn cứ, đúng pháp luật. Có quan điểm của một số luật sư cho rằng, cáo trạng của Viện Kiểm sát áp dụng tình tiết tăng nặng phạm tội hai lần trở lên, lợi dụng hoàn cảnh dịch bệnh để phạm tội là không đúng, đề nghị bỏ ý kiến này. Đại diện Viện Kiểm sát thấy rằng, về tình tiết phạm tội hai lần trở lên trong vụ án này, các bị cáo bị truy tố về các tội đưa hối lộ, nhận hối lộ là căn cứ vào giá trị số tiền đưa, nhận hối lộ về tình tiết lợi dụng dịch bệnh để phạm tội. Theo đại diện Viện Kiểm sát, vụ án này xảy ra trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, dữ dội trong và ngoài nước. Đây là đại dịch chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Do dịch bệnh xảy ra, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 05 ngày 28 tháng 1 năm 2020 về việc phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng của virus corona gây ra. Trong đó có việc tạm dừng cấp phép các chuyến của Việt Nam đến vùng có dịch của Trung Quốc và tạm dừng tất cả các chuyến bay từ vùng có dịch đến Việt Nam do đó mới phát sinh việc chính phủ cấp phép các chuyến bay cho doanh nghiệp đưa công dân việt nam từ nước ngoài về nước thời điểm đó bị cáo phạm tội cả trong và ngoài nước toàn đảng toàn dân huy động mọi nguồn lực căng mình chống dịch bản thân các bị cáo hiểu rõ tình hình xảy ra đã lợi dụng hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh gây ra đã thực hiện hành vi phạm tội Do đó cáo trạng của viện kiểm sát áp dụng tình tiết lợi dụng hoàn cảnh dịch bệnh để phạm tội đối với nhóm bị cáo phạm tội nhận hối lộ là có căn cứ, đúng pháp luật, vì vậy không có lý do loại bỏ tình tiết này như một số luật sư nêu. Thưa quý vị, thời điểm vụ án chuyến bay giải cứu xảy ra toàn đảng toàn dân đang căng mình chống dịch các bị cáo hiểu rõ tình hình dịch bệnh xảy ra nhưng đã lợi dụng hoàn cảnh khó khăn để có lợi cho mình khi thực hiện phạm tội đây là hình thức tham nhũng rất nguy hiểm trực tiếp xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước gây ảnh hưởng xấu và làm mất niềm tin trong quần chúng nhân dân trong và ngoài nước vì vậy cần phải có hình phạt thích đáng dành cho những bị cáo này những thông tin mới nhất liên quan tới vụ đại án chuyến bay giải cứu sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo